chào, hôm nay tôi lại có một lô âm ly Pioneer mới về. Tôi quay đăng lên giới thiệu các bác. Âm ly này là Pioneer 570. Còn rất mới và đẹp, màu vàng chanh nhá. Nó trên âm ly có chỉnh bát ép. Loa trái loa phải này, volume ở giữa. Và đây là các đường vào âm thanh, đây là loudness. Âm ly này công suất khá lớn và cấu tạo khá khủng đấy. Rất là nặng. Để tôi đo kích thước các bác xem nhá. Âm ly này tôi bán giá 4,5 triệu. Hàng bao zin. Mới lấy về đang chạy luôn này. Dai chuẩn 42cm luôn. Bề cao đây bao nhiêu đâu? Bề cao 12cm nhá. Âm ly này bề sâu khá sâu, 34cm. Nghĩa là nó khá to, to và nặng. Âm ly này bên trong khá là đặc sắc. Âm ly này thì trên thị trường nhiều người ít biết đến và ít chơi. Nhưng mà tôi nói luôn là con âm ly này nghe chất âm khá hay luôn. Hay hơn rất nhiều nhiều con âm ly giá cao hơn mà không bằng. Con âm ly này thì trông nó hơi cổ điển. Bên này các đường vào nó dạng nút bấm. Nút bấm các bác nha. Đây là loudness này. Đánh khá lực, tiếng khá lực. Trên âm ly có nút mode là chỉnh về âm thanh mono hoặc là stereo. Đây, tiện tôi nói luôn, âm thanh mono thì nó ít tép. Đây vạn sàng các bác cảm nhận. Stereo đây, tép nó nhiều hơn. Và cũng như vậy, ở trên ba lăng này, khi mình vặn sang một vế loa thì nếu các bác vặn sang thì không bao giờ hai loa sẽ giống nhau. Một loa nó sẽ theo âm thanh của mono, một bên âm thanh của sitar hay còn gọi là stereo. Thì có nghĩa là một bên âm thanh stereo nhiều tép hơn và mono sẽ ít tép hơn. Đấy là để tôi giải thích cho các bác nào mà thắc mắc là tại sao một bên loa bé hơn, một bên loa to hơn. Bên loa mono lúc nào nó cũng nhỏ hơn vì âm ly nó ra tiếng như vậy. Thì đây tiện cái âm ly này có cái chế độ stereo mono luôn trên âm ly tôi vặn luôn này. Thì nhắc lại chạy âm ly này 4,5 triệu. Chất âm cực hay. Âm ly này nó chỉ đánh một đôi loa riêng biệt các bác nhá. A và A hoặc B. Có nghĩa đánh độc lập A hoặc B. Mặc dù công suất khá lớn nhưng mà nó thiết kế theo kiểu như vậy. Đây trong này, đây là tản nhiệt này. Hai tụ nguồn khá to. Nguồn cũng rất nặng luôn. Âm ly này rất là đặc chắc và tiếng khá hay. Nói là tiếng khá. Giải âm của nó khá căng. Chất âm rõ ràng. Âm ly này thì sò nó để mặt dưới. Chút nữa tôi có thời gian tôi mở bên trong cho các bác xem. Đây tôi quay mặt sau các bác xem nhé. Tôi có 3 con. Còn con bên cạnh này cũng là Pioneer, như là Pioneer 505. Các con này đều sản xuất tại Nhật Bản. Con tôi đang quay số series là 3440. Tôi đang đấu với hàng loa trên. Công suất 190W, trở điện 100V. Đây ba con đều đẹp như nhau. Còn âm ly này thì bác nào phải nghe rồi thì mới biết chất âm hay. Còn trên thị trường thì nó ít con này. Và tôi mở to nhạc các bác nghe nhá. Tôi để nâng bass ở giữa đấy. Đặc thù âm ly của Pioneer thì tép rất sáng, nghe nhạc vàng rất hợp. Tôi đang đấu ở loa karaoke nghe. Con này là con 505. Cũng bán đồng giá 4,5 triệu. Con này thì đánh cả A cộng B, AB và A cộng B. Đầy suối rừng
Vâng, xin cảm ơn. Các bác mua hàng thì đặt tôi khoảng 1 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Phí vận chuyển người mua phải chịu, bởi vì mình không đến được tận nơi thì phải thanh toán phí cho nhà vận chuyển. Xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Chung cư này nằm tại trung tâm quận Hà Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.